Lolo, và cuối cùng chúng ta lại gặp nhau ở trong cái chuyên mục Nước Hoa năm 2022 giá rẻ dành cho những bạn ở Hà Nội, không dành cho các bạn ở miền Nam. Ô, cười mặt các bạn ở miền Nam. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nhưng mà các bạn ở miền Nam cũng có thể xịt được, nhưng mà các bạn sẽ bị mất một cái vế, đó là giá rẻ. Thay vì đó, các bạn sẽ phải book tiền mua vé máy bay để có thể bay ra Hà Nội và xịt những mùi hương này. Nhưng mà mình cũng cân nhắc một vài chai nước hoa có thể xịt vào những ngày thời tiết nó se lạnh, chuyển mùa. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đó là những mùi hương nào nhá. Ở vị trí đầu tiên, một chai nước hoa mình cũng nhắc khá là nhiều, rất là nhiều ông trông chờ review, đó chính là Glow của The Good Collection. Thế trên tay tôi đang là cái hộp của em nó. Em này nó thật là hộp rất đẹp. Đây, chai thì là chai màu trắng như thế này. Tôi thề luôn, cái thiết kế này phải gọi là quá là đỉnh ấy. Cái màu trắng này trông nó sang dã man luôn, bạch công tử ấy. Còn đây là thiết kế hộp, bao giờ họ cũng có một cái vial chiết dạng hút ở nip để cho các bạn dễ dàng chiết và mang theo. Phải nói rằng là cái nhà này là một cái nhà làm giá rẻ, mùi ngon mà hoàn thiện phải gọi là đỉnh cao luôn. Ông nào mua rồi thì chắc hẳn là ông biết là cái độ hoàn thiện nó đỉnh đến như nào. Chấm điểm riêng về cái ngoại hình và cái độ hoàn thiện thôi, chắc là chúng ta phải chấm cho kịch kim 10/10. Các ông cũng sẽ hỏi là tại sao không phải là Royal Night mà lại là Glow. Mặc dù em Royal Night này cũng khá nổi, Glow này thì nói thật, đó là khi mà mình nói bờ lăng rằng anh nhập về đi, tại vì em muốn recommend, muốn review các bạn vào mùa đông này, thì bờ lăng nhập về xong và bờ lăng khen hết lời. Mặc dù hai cái mùi hương này cùng là da thuộc, nhưng mình chọn Glow có lý do của nó hết. Tại vì với Royal Night nó là một cái phiên bản clone của, hình như là của Tom Ford, Louis Vuitton, còn Ombre Nomes. Còn đây là clone của Tuscan Leather, tất nhiên là chỉnh sửa đi một tí. Và con này thì nó khá là nặng đô dành cho các bạn mới, và đó là cái lý do để Glow vào danh sách này. Thực ra da thuộc nó vốn không phải là một cái nốt hương dành cho người mới, mà các bạn phải có một cái độ trải ở trong nước hoa về cơ bản tầm có khoảng tầm 5 đến 7 trái nước hoa rồi, và các bạn muốn tìm hiểu một cái mùi hương, một cái nhóm hương gì đấy nó đặc biệt hơn, thì các bạn mới tìm đến da thuộc. Và da thuộc giá rẻ nó thật là không có nhiều, và em này là một trong những cái mùi da thuộc mà mình nghĩ là nó thể là những cái viên gạch đầu tiên để các bạn khám phá cái nốt hương da thuộc. Mùi hương này khi các bạn mặc lên người thì các bạn sẽ nhận thấy ngay một cái cảm giác rất đắng, xanh và mùi đặc trưng của da thuộc xộc vào mũi. Tôi nói thẳng luôn là nó sẽ xộc vào mũi. Và cái mùi ở đây thì cái nét đắng và xanh mình nghĩ là đến từ những cái vỏ bưởi và một chút kiểu của quả juniper, quả bách xù ấy. Ấy, cái quả đấy thì nó tạo ra một cái vai mùi xanh đắng và khá là dày, nồng, xộc vào mũi các bạn, cùng với kết hợp của da thuộc. Và cái mùi hương này ấy, thì cái cảm giác không được thiện cảm cho lắm. Ban đầu nó diễn ra khoảng tầm 30 phút và rồi các bạn nhận thấy rằng là da thuộc nó xuất hiện. Nói một chút về da thuộc thì da thuộc không phải là người ta cho những cái tấm da vào những cái dụng cụ để chiết xuất và nó ra được cái oi về da thuộc hay là gì đấy cả, mà đơn giản đây là một cái hợp hương, một cái accord được tạo nên từ khá nhiều những cái nốt hương khác nhau. Thí dụ như kiểu của burst, thí dụ như kiểu của cũng có của thuốc lá, thí dụ của những cái nhóm hương phương Đông và một vài nốt như kiểu hoắc hương ấy, thứ nó sẽ tạo nên cái mùi da thuộc. Và cái mùi hương này sau khoảng tầm 30 phút như vậy mình nói, đó là cái mùi da thuộc nó sẽ lên và cái nét xanh đắng nó sẽ nhẹ dần xuống. Và lúc này các bạn thấy rằng là cái da thuộc bắt đầu nó có cảm giác nó khá là ngoan, nó khá là mềm mại và ấm áp ở trên da các bạn. Và cái sự mềm mại này nó đến từ cái nét ngọt, thì những cái quả màu đỏ kiểu mọng nước nó sẽ kết hợp cùng vào đây để cho cái mùi hương có một sự mềm mại nhưng mà vẫn giữ được cái nét chủ đạo là da thuộc. Thì nói thật lúc này thì với mình, cái em Glow này nó có thiên hướng gọi là an toàn, nó mang tới cảm giác một cái mùi hương an toàn, sang trọng. Tại vì với cái mùi hương da thuộc ấy, cái nhóm, cái nguyên liệu da thuộc này là một trong những cái mà các perfumer rất thích, tại vì họ có thể khai thác rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau mà luôn luôn có một cái vai rất là sang trọng, rất là lịch thiệp. Thì Glow nó giữ được cái nét đấy. Nhưng mà với cá nhân mình á,
sau khi một cái thời gian mà mình trải nghiệm, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình thích cái nét da thuộc lúc đầu hơn. Tại vì da thuộc nó phải thô ráp, nó phải sần sùi, nó phải có một cái gì đấy kiểu nam tính, kiểu bụi bặm. Còn khi mà em này nó try down, nó lên được cái nét ngọt thì mình cảm thấy là nó hơi an toàn quá với mình. Nhưng mà để đánh giá, để recommend ở cái mức giá rẻ cho những người mới và vào mùa đông thì Glow lại làm rất tốt. Mình chỉ có một cái mong muốn là nếu như mình là người mua để dùng và mình là một có một cái gọi là sử dụng nhiều về da thuộc nhiều hơn rồi thì mình muốn cái nét này nó giữ được kéo dài lâu hơn chứ không phải là 30 phút. Nhưng mà mình nghĩ là ở sau khoảng tầm 30 phút thì các bạn sẽ rất là thích cái mùi hương này nếu như các bạn muốn tìm hiểu về mùi da thuộc. Và em này thì có lẽ rằng là sẽ phù hợp với những bạn nam có cái phong cách kiểu nó, thứ nhất là ban đầu nó hơi bụi bặm một tí và các bạn bụi bặm nhưng mà các bạn vẫn theo cái phong thái là lịch thiệp và sang trọng. Và cái mùi này nó mang lại cái hình ảnh của một người đàn ông. Có lẽ là các bạn sẽ mặc cái kiểu là quần âu sơ mi và khoác một cái áo da, nó như kiểu là mình có xem cái video của anh Thái Công ấy thì nó sắp sửa hiện đây này. Thế đấy, cái cách ăn mặc như vậy mà các bạn trẻ trung hơn, các bạn vuốt cái kiểu tóc 73 cái thứ thì cái mùi hương này là mùi hương như thế. Và với mình ấy, nếu như bạn là người trẻ, bạn chưa có quá nhiều trải nghiệm với nước hoa, bạn còn đang thích cái kiểu ngọt ngọt, ngọt ơi là ngọt và cái kiểu ngọt trẻ trung, ngọt cái kiểu sôi động thì Glow không làm được điều đấy. Đừng mua Glow, phí tiền, nó thật là như thế. Và đây là một cái mùi hương mà mình muốn recommend đầu tiên. Độ bám tỏa thì phải nói rằng là rất tốt, không có gì về chế cách cả. Các bạn mong chờ gì ở Glow mà một cái mùi bám tỏa mùa đông thì em này đáp ứng được đủ tất. Không phải lo, 8 tiếng là thừa sức và độ tỏa hương lúc nào cũng tầm một cánh tay, rất tốt luôn. Và một câu hỏi mình nghĩ rằng có nhiều ông cũng sẽ hỏi dưới đây, đó là nó có giống với Tooth Skin Laser không? Thì với mình nó có vai ngửi khoảng tầm 80% và nó trẻ trung hơn, dễ xài hơn Tooth Skin Laser. Ở vị trí số 2, một chai nước hoa mà mình khá là nhiều gạch đá và mình cũng đã có một cái video giải thích trên YouTube này rồi. Đó chính là em clone của Vanilla Double của cái nhà Gạc Lăng, Double Vani đấy. Em này thì nó thật là tôi đã recommend, tôi đã review rất là chi tiết và cụ thể rồi. Tóm lại là cũng có nhiều bạn mua chai nước hoa này về rồi thì làm ơn giúp mình một việc, đó là hãy feedback nó ở phía dưới. Mùa đông năm 2020 hình như mình có recommend Outer Bath. Mùa đông năm 2021 thì mình có recommend đến các bạn Moon Wanted đến Zit Him. Và năm nay đó là một cái mùi vani rất ngon, một cái mùi vani rất phù hợp với các bạn trẻ. Vani nó có thường có xu hướng là ngọt, ngọt thấy mẹ, ngọt ỉa chảy. Nhiều bạn bảo là ngọt ỉa chảy luôn, nghe có vẻ hơi kinh. Nhưng mà em này nó lại có một cái là nó không đến mức như vậy và nó ngọt đấy. Các bạn biết là nước đường đấy nhưng mà vẫn thích uống, vẫn khoái. Chỉ có một điều là hơi khó order một tí thôi và hơi khó mua. Chai thì giống chai nước mắm. Đây các bạn nhìn dùi của mình, chẳng bảo là sau một thời gian để lâu thì nó dùi như thế này. Tất nhiên là nó cũng rất là khác so với những cái dùi của bạn, nhưng mà không sao cả đâu. Mùi hương rất ngon, bám tỏa ổn, dành cho những bạn nam kể cả nữ vẫn có thể xài được, đặc biệt là những bạn trẻ hảo ngọt thì đây là một cái món đồ ăn ngọt ngào cho các bạn vào mùa đông. Còn mình sẽ dẫn link ở đây cho các bạn xem kỹ hơn nhé. Cái tên số 3 mà mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là con Noa Endurance, chả biết đọc có đúng không, của nhà rớt sắc, thì mình sẽ để tên ở phía dưới để cho các bạn. Tại vì nó thật là tôi cũng trình bày nhiều, đó là tôi học tiếng Pháp chưa đến đâu cả nên là tôi chả biết đọc kiểu gì. Noa thì chắc là biết đọc thôi. Và đây là một trong những cái mùi hương mà mình đã nói ở trong cái vài buổi live stream của mình, đó là mình sẽ làm những cái mùi hương nó chững tuổi một tí để cho những người xem kênh của mình có thể có thêm nhiều lựa chọn tốt hơn, hoặc đơn giản là các bạn mua để các bạn đi tặng bố, tặng chú, tặng các anh đứng tuổi. Và đây là một trong những cái lựa chọn như vậy. Em này tôi đã rất cân nhắc giữa cái phiên bản rất rắc này với em Narciso Blur Noir phiên bản parfum, mặc dù em này thì công nhận là rẻ hơn em kia thì mùi cũng ok, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi vẫn phải review em này. Em này là một trong những cái phiên bản clone của Tom Ford Noir Extreme, một trong những cái phiên bản gọi là trên thế giới khen vãi xoài luôn, khen cực. Thế giới kiểu khen con Noir Extreme đến một cách kinh khủng. Thực ra tôi cũng có thể hình dung được tại sao nó là như vậy. Tại vì nếu như mà mùi hương này, nếu như mà các bạn xịt ấy, thì cái cảm nhận đầu tiên của các bạn đã nhận thấy là đây là một anh Tây.
hoặc là đây là một người ngoại quốc, người ta ăn mặc rất là sang trọng. Cái sang trọng ở đây nó không phải là cái kiểu sang trọng hiện đại, mà nó có phần hơi cổ điển, nó có phần kiểu là hơi kiểu cứng cáp và già dặn. Có thể là những cái bộ vest nhưng mà may theo kiểu một là đen và theo cái kiểu là classic, hai là những cái bộ vest nó màu kiểu hơi ngả nâu ấy, kiểu kiểu như vậy. Những cái mà mình nghĩ là cầm các chú tầm 40, các chú hay mặc kiểu như vậy. Và cái mùi hương này ấy, nó còn là một cái mùi hương khi các bạn ngửi nó có cảm giác khá là cũ. Nó cũ ở đây không phải là nó cũ mà kiểu bị kiểu nó lỗi thời, mà nó là một cái mùi hương cảm giác nó đã từng là cái thời kỳ đỉnh cao của những năm tầm 80 và 90. Mặc dù mùi hương này ra mắt mới gần đây thôi, và kể cả cái phiên bản Tom Ford nói chim cũng như thế. Nhưng mà khi mà các bạn ngửi, các bạn nhận thấy là một cái vai khá là nghiêm nghị, khá là sang trọng, và nó có nét gì đấy khá là kiểu châu Âu ấy. Mùi hương này khi các bạn chỉ cần ngửi ở trên vòi thôi, các bạn nhận thấy một cái bênh mùi ngọt, nhưng mà cảm giác nó có một cái nét gì đấy hơi bột phấn. Và khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy là cái mùi hương này thực sự nó khá là già, nó có phần hơi giống những cái mùi kiểu son môi của chị em phụ nữ những tầm đầu năm 2000, cảm giác như vậy, cùng với một cái bay ngọt. Cái bay ngọt đây nó cũng rất là đặc biệt, nó không phải là cái kiểu ngọt thé lé, ngọt sáng, mà đây là một cái bay ngọt kiểu có lẽ nếu mà để mình nghĩ tới sẽ là một cái loại kem, một cái loại kem mà khi mà đây loại kem kiểu bột sô cô la người ta làm thành kem ấy, khi mà xịt ra một cái cảm giác nữa, đó là một cái mùi hương cực kỳ nồng nàn. Và cảm giác luôn là bầu trời nó sập tối lại và chúng ta chuẩn bị diện một món đồ để đi ăn tiệc. Không phải là đi quẩy nhá, đi tiệc. Chúng ta có một bữa tiệc cực kỳ sang trọng. Ở đó thì toàn là kiểu những quý ông, những quý bà, những lady, những kiểu gentleman đến đấy. Và họ khoác vai nhau trong một cái bầu không khí kiểu là rất là sang trọng, rất là cổ điển. Thì cái mùi hương này nó tạo nên cái cảm giác như vậy. Sau khoảng tầm 30 phút thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi ngọt cực kỳ là cuốn hút, cực kỳ là hấp dẫn. Một cái bay mùi ngọt kiểu kem, sô-cô-la, bột mà các bạn ngửi. Nhưng mà nó không trẻ mà nó lại có xu hướng tối và chững chạc cực kỳ. Nó mang lại cảm giác kiểu nghiêm nghị, kiểu đúng kiểu là như mình nói, là đi dự một cái buổi tiệc ở kiểu nước ngoài mà chúng ta hay xem trên những cái bộ phim ấy, kiểu như thế. Và cái mùi hương này nó thật là tôi rất khó để có thể miêu tả được cho bạn. Và tôi chỉ muốn nói các bạn rằng là cái phong cách của cái mùi hương này, nó là một người đàn ông có lẽ tầm 35-40 tuổi khi bạn đã có những cái thành công rồi. Và đây sẽ là một cái mùi hương các bạn diện vào những cái buổi tiệc cuối tuần. Các bạn đến đây các bạn không phải là để have fun, không phải là để kiểu tán tỉnh, mà các bạn đến đây các bạn để phục vụ cái công việc, các bạn có những cái đối tác mà các bạn có thể kiếm được tiền, có được những cái mối quan hệ đặc biệt. Nó cần một cái sự sang trọng, một cái sự kiểu lịch thiệp và có phần kiểu người ta gọi là từ đẳng cấp. Tôi rất là không thích dùng từ đấy. Tại vì đây là cái phiên bản clone của Tom Ford Noir Extreme. Và cái nhà Tom Ford tôi nói rồi, đó là cái vai mùi ngửi thế nào đi chăng nữa nó cũng rất là sang, nó rất là fancy. Đấy, cảm giác như thế. Và em này không phải là một ngoại lệ. Phải nói rằng là rất sắc là một cái phiên bản clone cực kỳ tốt. Mà những anh chàng nào muốn tỏ ra một cái vai kiểu Sugar Daddy, kiểu một ông chú như kiểu là Sắc Bình chẳng hạn, thì đi tìm búp bê thì đấy, đây là mùi hương cho ông, tôi đảm bảo luôn, hợp cực luôn. Vai kiểu đúng kiểu có tiền, không quan trọng những cái thứ khác, chỉ cần có tiền thôi, nhiều tiền có sự nghiệp là được. Đó, và nếu ông hỏi là em này so với Dior Homme 10 thì con nào già hơn, thì nói thật là Dior Homme 10 nó vẫn trẻ hơn. Thế là biết là độ tuổi của em nói như nào không? Bét phải tầm 35-40 tuổi thì mới có thể xài được. Chúng ta đã có da thuộc, chúng ta đã có vani ngọt dành cho người trẻ, chúng ta đã có một cái mùi hương ngọt ngào, chững chạc, lịch thiệp, sang trọng rồi đúng không? Thiếu gì? Mùa đông thiếu gì? Thiếu thuốc lá chứ còn gì nữa. Thuốc lá năm nay đó chính là Fingerless Tobacco. Tôi hay nói vui với các bạn rằng tôi muốn là người tạo ra xu hướng. Và Fingerless Tobacco năm nay có lẽ, không biết là có lẽ có đúng không nhỉ, hay là mình cứ khẳng định chắc chắn đi nhỉ, sẽ là một cái mùi hương thuốc lá có thể xoán ngôi được một vài em như kiểu Jack Lock
trên thị trường. Đây mới là mùi rõ thuốc lá và rất dễ ngửi cho các bạn vào mùa đông. Và có lẽ em nó sẽ thay đổi cái xu hướng người dùng về một cái mùi hương ngọt ngào thuốc lá trong năm 2022 và trong vài năm tới. Cái nhà phanh booklet này nó có một con, đó là con cocaine ấy. Có một vài ông cũng hỏi tôi, nhưng mà tôi bảo là thôi đừng mua, nói thật phí tiền. Nếu mà có mua thì mua con này. Thì mùi hương này khi bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái accord thuốc lá lên, một cái mùi thuốc lá xanh, không có quá nhiều khói. Và cái thuốc lá ở đây nó có một cái vị chua nhẹ. Cái chua ở đây nó không phải là đến từ cái nét xanh, mà cái chua ở đây đến từ một cái vai, cái nét juicy từ mận. Và cái mùi hương này khi mà mới ngửi ban đầu ấy, chúng ta sẽ có cảm giác chúng ta đang đi vào một cái xưởng mà người ta đang gọi là phơi cái thuốc ra sàn ấy, ra những cái bàn hoặc là ra sàn nhà. Và cái mùi thuốc lá đấy nó ngập tràn trong cái phòng đấy, nhưng mà nó không hề bị một cái cảm giác kiểu nồng nặc khi mà chúng ta ngửi những cái lá thuốc hay là kiểu cả mùi thuốc lá mà chúng ta vừa mới hái từ cây xuống. Nó sẽ rất là khác nhau. Mùi của thuốc lá xanh mà các bạn ngửi trên cây nó sẽ rất là dày, nhưng mà khi mà đã qua xử lý mà người ta phơi như vậy thì cái mùi hương này nó sẽ lan khắp căn phòng, nhưng mà mùi nó rất là dễ chịu. Và cái thuốc lá ở đây mình có cảm giác là nó như kiểu là nó không bị dính vào với nhau, mà nó có cảm giác ngửi nó thoát được ra, và nó có cảm giác kiểu nó tơi, nó như kiểu ai thường xuyên đi lại và xúc nó lên để cho nó thoát được không ra không khí, chứ nó không bị bí. Như các bạn biết là điều khi mà người ta chiết xuất hoa hồng ấy, thì người ta cũng phải lúc nào cũng phải đảo hoa lên trong cái thời gian mà lúc mà vừa mới nhập về để cho cái mùi hương có thể thoát ra. Thì cái cảm giác khi mình ngửi em này em thấy cái accord thuốc lá ở đây nó rất là đặc biệt, mà nó rất là ninh mũi. Dù là trẻ con ngửi các bạn hỏi nó, các bạn biết là nó trả lời đây là thuốc lá. Cái mùi này nó rất rõ về thuốc lá như vậy. Và cái nét chua này nó sẽ dịu xuống, và các bạn nhận thấy là bắt đầu mật ong xuất hiện cùng với vani, nhưng mà nó không phải là cái kiểu ồ ập, kiểu ngọt, kiểu đậm như là ở Jack Club đâu, mà nó là như kiểu ai đó đang đổ một chút mật ong tưới lên cái lớp thuốc lá mà chúng ta vừa mới ngửi ban đầu. Nó rất nhẹ nhàng và dần dần mùi hương nó bắt đầu ngấm với nhau. Và cái mùi hương này nó sẽ dần dần kết hợp giữa thuốc lá cùng một cái nét ngọt, nó cứ mềm mại, nó cứ uyển chuyển. Mùi hương nó có một cái sự biến chuyển rất nhẹ nhàng, chua xong rồi sang một cái vai ngọt rất từ tốn, và cuối cùng ở trên da thì cái con phanh booklet tobacco này nó mang tới cho mình một cái cảm giác kiểu một chút bột vani vậy, nhẹ nhàng thôi. Đấy là những cái gì mà các bạn sót lại trên da, có lẽ là sau khoảng tầm 7 giờ đến 8 giờ xịt. Nhưng mà ở khoảng giữa thì cái nét thuốc lá nó giữ đều đặn, không quá nhiều khói, mà cái sự biến chuyển giữa chua và ngọt các bạn nhận thấy ở em này là mùi hương này. Tôi nói thật là nịnh mũi lắm luôn. Tôi cho ai ngửi người ta cũng bảo là ô, một cái mùi thuốc lá ở trong tầm giá quá ngon, không còn gì để chê trách cả. Đầu thu thôi, pha con này tẹt luôn. Tôi nói ngon, mua đi, hiểu nhá. Cái tên cuối cùng đó là một đại diện dành cho nam giới, một thương hiệu đại diện cho sự cổ điển. Guerlain Vetiver phiên bản EDT. Phải nói rằng là nếu như để mình lựa chọn một chai nước hoa thôi phù hợp với cái độ tuổi, với cái phong cách của mình, thì nhóm hương Vetiver là một nhóm mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Mình tin là dù có một ngăn tủ, một ngăn như thế này, các bạn sưu tầm Vetiver, các bạn có thể sử dụng nó từ đi làm cho đến đi chơi, cho đến đi hẹn hò, hay là cho đến kể cả đi những buổi picnic. Vetiver rất đa dạng màu sắc. Vetiver là như vậy, và Guerlain là một cái mùi Vetiver cổ điển, nam tính, nhưng lại rất đơn giản, bình dị. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy cái nét hăng, cái nét đắng, có phần gỗ khô kiểu thảo mộc và một chút xanh. Ở đây thì mình nghĩ là đến từ những cái quả chanh, hoặc là đến từ những cái vỏ chanh khi mà người ta vò ra. Nó tạo cho một cái mùi hương của Guerlain Vetiver mở đầu, nó có phần kiểu tươi sáng, và các bạn nhận thấy đằng sau đấy một cái mùi khói và cái mùi rất đặc trưng của Vetiver. Ông à, ngửi Uncle Noir của nhà Lick rồi, ông nhận thấy là Uncle Noir của nhà Lick thì nó làm tối, nhưng mà ở đây thì ngoài khói ra các bạn nhận thấy một cái nét tươi. Nó vẫn là cái những cái rễ đấy, nhưng mà cái rễ đây kiểu nó vừa mới giật lên vậy, nó vẫn còn
đang kiểu còn hút nước ở dưới đất ấy, thì nó mùi hương nó như thế. Sau khoảng tầm 20 phút thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét tươi suy chút nó sẽ dần dần biến mất và nó nhường hẳn sân khấu lại cho vetiver. Vetiver ở đây là một cái mùi vetiver khói khô hăng rất là cổ điển ngửi, nhưng mà nó cảm giác các bạn ngửi nó không biến chuyển quá nhiều. Thế nên là mình nói là đây là một cái mùi vetiver rất đơn giản, rất bình dị thôi. Có thể rằng là đây sẽ là những người đàn ông, những cái mùa đông ấy, họ ăn mặc rất là bình thường. Họ ăn mặc kiểu quần âu sơ mi, khoác một cái áo gió, hoặc họ là những cái người đàn ông ăn mặc theo cái kiểu là quần jean, rồi khoác một cái áo bông ở ngoài. Và các bạn, họ toát lên một cái mùi hương rất nam tính và rất gần gũi. Mình đã review vài một con mùi kiểu mùa hè mà cảm giác các bạn ngửi các bạn cảm thấy là nó rất là gần gũi, rất là kiểu thân quen với các bạn. Thì cái mùi hương này nó là như vậy. Và cái mùi hương này mình nghĩ là nếu như các bạn ngửi, các bạn sẽ nhận thấy là đây như kiểu là một người anh, một người chú kiểu thường xuyên mình gặp và mình có một cái độ tin tưởng. Thì cái con vetiver này nó tạo nên cái hình ảnh như vậy. Tại vì khi mà mình ngửi, mình có cảm giác là nó rất là dễ chịu. Nếu như các bạn ngửi vetiver ban đầu lần đầu, các bạn thấy là nó rất là khó ngửi, nó kiểu eo ơi mùi kiểu thuốc bắc thế loại kia. Nhưng mà khi các bạn ngửi quen vetiver, các bạn sẽ thấy trong này nó có một cái nét ngọt, một cái nét ngọt rất đặc biệt mà chúng ta cần nhiều thời gian chúng ta mới thấy được là nó hay ho, vetiver nó đặc biệt như thế nào. Và các bạn sẽ nhận thấy là nó cũng như chính những người đàn ông vậy, càng trải nhiều thì họ càng bình tĩnh, họ càng trầm tính hơn, họ ít nói, họ ít đưa ra quyết định, nhưng mà đã đưa ra rồi thì nó rất đặc biệt. Thì cái con này nó là cái kiểu như thế. Ông nào là fan của vetiver nhưng mà chưa thử qua vetiver của Gác Lăng thì nó là một cái sự thiếu sót. Cổ điển thật đấy, nhưng mà cổ điển không phải là kiểu cổ điển sang trọng, mà đây là một cái cổ điển rất là bình dị, rất là dân dã. Một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là xịt vào những ngày đầu đông thu rất là hợp lý. Những cái ngày lạnh quá thì có lẽ là bạn phải tăng cường liều lượng xịt lên. Tại vì về cơ bản cái mùi của vetiver Gác Lăng này nó tỏa không phải là một cái mùi tỏa tốt, mà nó có thiên hướng kiểu skin scent tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Đấy, và cái độ lưu hương của nó cũng chỉ tầm 6 tiếng đến 7 tiếng thôi. Và mình nghĩ là những bạn nam xịt được mùi này, thứ nhất là bạn phải có xu hướng hướng nội, nó thẳng là như vậy. Bạn không phải là những người thể hiện bản thân quá nhiều, mà bạn muốn người ta đến gần bạn và người ta phát hiện ra là bạn cũng là một người rất hay ho, rất thú vị, nhưng mà bạn không muốn show cái đó ra. Và điều thứ hai đó là cái mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nam có xu hướng tầm 23, 25, hoặc là những ông mê vetiver thì ông phải thử nghiệm qua. Các ông lên mạng, ông search con này, điểm cao chót vót luôn. Các ông đánh giá cực kỳ cao của trên những cái trang nước hoa thế giới như kiểu baynote.com, fagrantica, điểm cao cực luôn. Tất cả những cái vibe mùi kiểu cổ điển của nhà Gác Lăng mà thêm vetiver vào, nó phải gọi là đỉnh của chót. Và đó là 5 gợi ý mùa đông 2022 giá rẻ dành cho những bạn ở những cái vùng lạnh như miền Bắc. Còn những bạn ở miền Nam thì trong này chỉ có lẽ chỉ có hai con mà các bạn có thể thử được phù hợp với thời tiết cuối năm, đó là Gác Lăng vetiver và cái mùi phanh booklet tobacco. Còn với glow, còn với em noa của nhà rớt rắc thì mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc và thử kỹ trước khi mua. Còn với hai phiên bản kia thì còn mùa Hà Nội gì xịt đê các bạn ơi, đây là cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời để xịt nước hoa. Chúng ta sướng hơn những bạn ở trong những cái vùng nóng rất nhiều, nên chúng ta hãy xịt nhiều. Và nếu như đã xịt rồi nhá, thì đừng quên việc bình luận cảm nhận ở phía dưới và like, share, cũng như là ấm nút chung theo dõi nếu như bạn là người đầu tiên, lần đầu xem kênh của mình. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào các bạn, bye bye.